Chào các bạn nha. Thì mới lên đục cầu các bạn, đục cầu này khoảng là 7-8 kết đó. Đó, cá quá trời cá luôn, quay cho các bạn xem á. Đó, dữ dằn luôn, cá lên lộn cái ăn chỉ với lai gai á. Đó, nãy giờ mình mới xúc vô kết nè. Đó, mới xúc vô kết, kết này khoảng 17kg á, vô cái rất là đầy luôn. Đó, cái cơm 3 năm đều gan luôn, hiện tại bên ngoài cá nhảy còn rất là nhiều luôn á các bạn. Đó, sau ấy nè, cá nhảy rất là nhiều luôn á. Đó, lóng cá hết hồn chưa? Quá trời lóng cá luôn rồi. Đó, có mình lên mình xúc à, ngốc kia cái này ngủ rồi. Cái này là 1 giờ rồi các bạn. Đó, dữ dằn lóng cá luôn. Đó, cá bên ngoài nhảy quá trời luôn rồi kìa. Đó, cái này chạy nhỏ chứ không có chạy lớn mà cá vẫn vô đó bạn. Đó, cá bên ngoài nhảy quá trời luôn. Rồi bây giờ mình tắt máy á, mình xúc cá vô. Đó, có gì sáng mình sẽ quay tiếp với các bạn xem á. Rồi các bạn chờ xem á. Rồi giác này sáng này đang chỉ vô các bạn. Đó, hôm nay thì được 40 kết đó. Đó, hôm nay được một thùng gai 25 được một thùng rưỡi các bạn. Đó, đó được khoảng hơn một thùng rưỡi. Đó, cá thì có giá luôn, rất có giá luôn. Hôm cái được mấy đục gì đó, bữa nay thì cá ăn chỉ quá trời luôn. Đó, mày mà dở cá ăn chỉ cho các bạn coi á. Đây cá ăn chỉ muối vô cùng người luôn á, chứ để ngoài để không hết luôn á bạn. Đây lớp nước đá luôn á, gãy nước đá lớp cá lớp nước đá bạn. Đó, cá ăn chỉ nhiều chưa? Đó, một ký là 14.000 á, cá bự bự không á, ký một ký là 14.000. Đó, giấc này giấc sáng sống quá sống rồi. Đó, đang vô đi sống ngang nó lắc cá dữ dằn luôn á, cái thùng này mất lấy dây kiềng lại à. Đúng rồi, chuyện lại chạy qua chạy lại hoài luôn đó bạn. Đó, này trong ngoài ký cái chỉ á. Đó, đang đi vô gần tới cả hòn rồi. Đó, bên đây bên đảo Nam Du á bạn, bên đây thì cá ăn chỉ dữ lắm luôn. Đó, còn tắt nữa đầy thùng á. Đó, cá bự bự không à. Đó, nhiều đây không là bán là mấy triệu bạc đó bạn. Đó, đủ tiền dầu á, trong ngoài ký á, ký 14.000 á. Rồi giờ mình đậy lại ha. Đó, còn đây mực ống nữa các bạn. Đó, ngon chơi này, mực ống quá trời luôn, ống dữ luôn các bạn. Quá trời luôn rồi, được ba con cá ba thú. Đó, quá ngon luôn. Đó, mực ống nè, con lấy phải nói tươi xanh luôn, cá mà thú là tươi xanh luôn đó bạn. Đó, còn ngậm cá nè, cái cơm mới dính vô họng à. Đó, được ba cá mà thú, ba con này mà muối làm nước mắm chiên ngang cái là thôi tới tay luôn. Đó, mực con nào nó nhìn thấy thèm đó bạn, quá trời luôn rồi. Mực ống con nào thấy nè, đó râu dài vậy nè. Đó, đo cho các bạn coi luôn á. Đó, hai gan mình đúng luôn á các bạn, không tính cái đầu á, tính cái mình không là hai gan luôn á, quá đã luôn rồi nè. Con này con lấy nè, tươi xanh luôn á. Đó, dữ dằn chưa. Đây một lá, đó một lá nè, một lá khủng đây, quá trời một lá luôn. Hôm nay chạy ngoài này cái ngàn chảy với ống quá trời luôn rồi cái nè. Đó, ngoài này hình bán nó hơi rẻ các bạn. Đó, đây nè, coi là con lấy cái nè, dữ dằn chưa. Đó, đây mực lá có 3-4 con à, nhiều mực ống nhiều quá. Đó, mực ống bự cũng nhiều đó các bạn. Nè, con này không lấy cái nè, quá rồi. Đây nè, 3-4 con này nè, quá ngon luôn nè.
đó. Cái này mà nhúng giấm một cái nghe là khỏi nói luôn, không có gì mà bằng luôn, tươi xanh luôn các bạn. Đó, hôm mình cào lên nó còn sống bún mực đạt đạt luôn đó, để mình giải nước đá lên cho nó tư á thì chết hết rồi đó. Được ba con cá ba thú đó là mình bán các bạn, chừa vài con ăn nhưng mình bán á chứ ăn hoài cũng ngán. Đó quá ngon luôn đó, hồi nữa mình chừa đây vài con mình sẽ khô các bạn đó, sẽ khô cái bùn bùn á lấy ra mình nhai đầu chơi chơi á đó. Hồi lựa mấy con bự này nè, lựa khoảng ba con bự á đó, đây hai con rồi nè đó, lượm kiếm con trọng trọng nữa đó, cả ba con này á bạn, ba con này, ba này sẽ khô á để dành ăn. Rồi bây giờ dắt này 5 giờ mấy gần 6 giờ sáng rồi đó, mình đang trên đường chạy vô bạn đó, mình thấy một đoàn ghe ủi trái cơm á, ghe rồi vỏ Campuchia rồi đó, rất là đông luôn đó, đang chạy vô á, quá trời luôn rồi. Sáng dắt chiều ra cũng vui rồi, dắt sáng vô cũng vui nữa đó. Giờ mình quay gần lại cho các bạn xem từng chiếc á. Đây anh này Campuchia nè đó, đó mấy anh em ghe lưới bao đó, ủi dồi dài đó, gọng xanh gọng đỏ gì tè le hết trơn luôn đó. Chiếc này thì đi hai vợ chồng á đó, đi hai vợ chồng chơi xài chơi ống màu đỏ luôn, quá dữ, ngán cục quá bạn đó. Ghe này ghe của ông chú nè đó, ghe ông chú Phương Nam á bạn, 60 kép đó, sáng vô cực kỳ vui luôn á bạn. Quá wow, chạy ra trước kìa, nối đuôi với nhau luôn đó, dữ dàng chưa đó, tranh nhau vô sớm đang kiểu mưa đó, gặp hì hì luôn. Quá vui. Ở chiếc này còn dèo cào ở dưới nữa nè. Đó, vô tới chổng rồi dục neo giật cào xong mới chạy vô căn cá đó. Mình đi căn cá xong rồi ra giật cào rồi dục neo nghỉ luôn á. Để có mấy công ra dục neo hai ba quận chạy bơi cà chạy á bạn, chào 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 với nó hơi nhẹ mình đó. Đó anh thằng đó anh gì đây đang chạy ra nè, ồ chào ghẻ á bạn. Đó ghe này nó mới đầy tu lại à, lúc trước cầu tôm á có ngé hai bên hông á, giờ chuyển qua cầu ghẻ. Đang chị ra hôm mình chạy cào ủi gần gần mấy anh em cào ghẹ anh em ngủ nhóc hết trơn luôn đó, cào ghẹ đi rất là khỏe luôn á, đi mừng anh tài công với hai người bạn à đó, chạy lâu lâu mới lên cái không có lên quầy đó, tới đây bớt ra đặng kéo cào lên nè, kéo lên xong rồi mới chạy vô để vô chổng về tới về lùi á, nó quắn vô chân dịch ra rất là nguy hiểm. Thì mới căn cá xong mới dục neo các bạn. Ở trong thì ghe ông anh mình mới căn cá xong đang chạy ra nè. Đó. Chiếc này hôm bữa đổi hộp số à, số MB 170 á. Đổi hộp số lớn là 135A. 6 tua.
Đó, chạy dữ chưa? Kiếm gì? Ống cua trắng mình còn không rồi. Rồi, ống cua su trắng mà. Đó, đang nhỏ, nhỏ chạy lại mình nữa bạn. Nhỏ phải không? Thằng ra sau lấy kìa. Đó, đang chạy lại đưa đưa cơm. Chỉ ra sau lấy á. Chạy sau lấy nè. Cái sao lấy á, cái sao lấy vậy thằng ơi, rồi đưa cơm xong rồi về ra. Về ra kiếm chỗ giục neo quá chứ trời rất là im luôn, neo lái rồi tới giờ trưa chút nó quậy đụng cùm cùm ngủ không được á. Đó, ghe lái bự chạy thúc lái á.